một câu hát làm tôi cứ nhớ mãi trong 2023. Giò Nai. Ai? Là ai lấy giò nai của chị ấy? Tôi. Giò nai. Lần đầu ăn thử giò nai, nó có thật đấy. Giò nai thì có cái màu khá là đậm, nhưng ở trên bề mặt sò sẽ có những cái đốm đốm màu khác hơn so với là giò lụa. Còn mùi thì thật ra là nó cũng hơi giống giò lụa bình thường. Thực sự là tôi còn chưa có cơ hội ăn thịt nai, không biết cắt giò như nào, thì hôm nay mình xét theo cái họa tiết gọi là khoai tây chiên. Giống không? Quá giống. Thì thịt nai sẽ được xay nhuyễn cùng muối, mắm, mỡ, mì chính. Giò này ngon nha, mềm mà rất là mọng nước. Mà cảm giác cái thịt nai này nó có khá nhiều cái phần gân hoặc là cái sớ sợi gì đấy, nên là ăn cảm nhận được nó răng xé ở trong mồm luôn. Đây này, nhìn thấy có một cái sợi thịt đâu, bảo là có mỡ nhưng mà cũng không quá nhiều mỡ đâu, vừa phải thôi để cho cái miếng giò cảm thấy là nó béo, nó mềm, thơm mùi mắm. Và cái thịt nai này có vẻ cũng không quá nặng mùi như kiểu là thịt ngựa, thịt cừu. Tổng kết là ngon mà ăn không bị ngán, nên thử. Trên chúc chua dạch.